Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu về một bức hoành phi. Bức hoành phi này có kích thước là 2m37 và chiều rộng là 81. Đây cũng là một đơn trùng tu đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng của anh Hào anh ở Thanh Hóa và chúng tôi cũng được biết các cái bộ chữ nho này được dịch nghĩa từ phải sang trái đó là Đức Trần Triều Hiển Linh và bên góc tay trái mà hình các bạn là đó là niên hiệu năm và một vài chữ nữa thì chúng tôi cũng không được biết rõ đó là ngày sản xuất này là của họ chúng tôi cũng được các bô lão truyền qua thì là các cái chữ nho to này là Đức Trần Triều Hiển Linh và chúng tôi nhận uh, trùng tu đồ thờ cúng cũ đã qua sử, sử dụng đó là chúng tôi sẽ làm lại các cái mặt chữ đã được sơn then. Trên hình các bạn đang xem đây thì các bạn sẽ thấy các cái lớp sạn ở trên mặt chữ thì chúng tôi sẽ trùng tu và bức hoành phi này được làm từ niên hiệu năm 2016 tức là cách đây 4 năm. Cơ sở đồ gỗ hình lanh nhận làm uh, đồ thờ cúng mới cũng như là trùng tu đồ thờ cúng cũ quý khách có nhu cầu quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và bước hoành phi này thì cũng được đục tay thủ công 100% và nền là chặt gấm chữ thập. Quý khách hàng đây đã mua tại cửa hàng và bây giờ có nhờ cơ sở đồ gỗ hiền lanh đó là trùng tu lại. Quý khách cũng xem rất nhiều các cái video clip về cơ sở sản xuất đồ thờ đồ gỗ hiền lành quý khách có yêu cầu trùng tu thì hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý khách trên toàn quốc được biết về các cái lỗi rủi ro mà chúng ta thường gặp khi làm về đồ thờ cúng và đây là một lỗi đó là chúng tôi gọi là sạn ở trên các cái mặt chữ nho đã được sơn then tức là sơn màu đen thì chúng tôi sẽ làm lại cho bóng bẩy và sẽ bàn giao cho quý khách trong thời gian sớm nhất quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ Hiền Lanh để có thể xem thêm rất nhiều các cái video mới mà chúng tôi đưa lên quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ đồ thời hiện Lanh ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online và trong xưởng của chúng tôi còn rất nhiều các cái mẫu mã hoành phi toàn là mẫu mới thì quý khách hãy đăng ký kênh để xem thêm bức hoành phi này có kích thước là dài 2m37 và rộng 81 bức ảnh phi này có cái chiều dài rất là to và cũng được đục tay chặt gấm và được sơn son thếp vàng chữ là sơn then cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo xin cảm ơn